chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Doanh Trại Lớn Khôn. Thưa quý vị, ở hành trình trước thì chúng ta đã đến với lại Bến Tre, một vùng đất rất là nhiều dừa, rất là nhiều cái cảnh đẹp và rất là thiên nhiên. Tuy nhiên rằng là để chúng ta có thể xem tiếp hành trình của các bạn ở vùng đất Bến Tre này như thế nào thì xin mời quý vị hãy làm quen với bốn vị khách mời của chúng ta. Đầu tiên là sẽ giới thiệu một người em gái mà Rằng rất là thích, rất là thương, đó là bạn Lê Lộc. Yeah, xin chào cả nhà. Hôm nay là lần thứ ba rồi. Dạ, cái số này là rất là hào hứng. Tại vì có con trai của chị Ngọc Lan mà cái số trước em cũng nói là em hào hứng đó. Nhưng mà số trước tức anh tính. Mắc gì tức anh? Không, tức số trước là anh phải tức nè. Sao vậy? Tại vì hai đứa cùng sinh mà có mình em được dự à. Không anh ơi, anh coi số trước anh tức hơn nữa. Bởi vì con chị Ngọc Lan không có nói một câu nào luôn mà vẫn đeo mít nha. Là hao một cái mít. Là sao? Là sao? Là mà má nó dặn tham gia chương trình đừng có nói gì hết hả con? Không biết luôn á. Nói ra người ta đoán, người ta biết tính tình mình sao phải không? Im vậy luôn hả? Không nói, biết luôn á. Chiến thuật. Nói nghe nè, bây giờ hai bạn từ từ để chúng ta bình luận tiếp. Bây giờ chúng ta giới thiệu. Dạ. Dạ. Giới thiệu với quý vị diễn viên Hữu Tính, một vị phụ huynh của chương trình. Vẫn chưa trẻ nha anh ơi. Đây nè, đây mới trẻ nè. Đây mới trẻ nè thưa quý vị, đúng không ạ? Diễn viên Thùy Anh. Xin chào tất cả mọi người. Ôi may quá, bây giờ được nói rồi chứ. Dạ. Ngay từ lúc ban đầu vào mà em thấy kiểu ào này, em không biết em có nên nói hay không á. Em hơi sợ. Thôi chúng ta hãy đến với vị khách mời cuối cùng. Là một vị khách mời hoàn toàn mới, là một người làm một cái công việc mà Lan rất là thích, đó là rapper. Rapper set. Xin chào tất cả mọi người. Em y như con bé Lộc ngày đầu vậy đó. Con. Ai cũng có lần đầu tiên mà chị. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi những hình ảnh của các con ở tập này sẽ như thế nào. Là căn phòng đó là sẽ nằm ở phía bên kia kìa, tú ở phía bên kia, bạn nó sẽ ngủ một mình. Còn các bạn còn lại sẽ ngủ ở một căn phòng này. Ước gì giờ mấy bạn nó qua đây chơi. Xấu là phải có chia sẻ. Chú Quy quý nghĩa là chia sẻ. Bây giờ chị sẽ có giao các công việc cho các em. Ba em nhỏ ở đây. Chị sẽ đưa cho các em một cái rổ. Đây, lui cầm. Đó, đi thẳng về cái hướng kia. Thấy không? Xong rồi quẹo phải. Là nó sẽ có một cái chỗ là có trứng gà ở trong đó. Rồi bỏ trứng gà vô đây cho chị. Ủa là con gà nó đẻ chị? Ừ. Em tưởng là nó là ở ngoài chợ. Không phải ngoài chợ, là có trong đó luôn, có sẵn trong đó luôn. Vô trong đó thì lấy ra cho chị, hiểu chưa? Sợ gà mổ. Buổi chiều các bạn phải phân công nhau thực hiện các công việc ở nông trại. Đầu tiên là nhiệm vụ đi lấy trứng gà của Bảo, Louis và Moon. Trứng nha. Ê, đâu? À, trong đây, bên đây hả? Trứng á. Gà mấy cái lỏng gì, không biết luôn. Xem ra nhiệm vụ đi lấy trứng gà này sẽ rất thú vị, khiến cho chàng trai lạnh lùng Louis đã chịu lên tiếng. Con gà đâu rồi? Mất. Nó nổi rồi, mừng quá. Mừng quá. Trời ơi, nổi rồi. Con gà. Con gà kỳ cục. Con gà. Con gà để trứng đâu rồi? Mất đi rồi. Nhiệm vụ của Bối Bối và Xì Trâm đó chính là sẽ đi hái tắc cho chị. Hái khoảng tầm lưng chừng đầy ở đây. Ok. Ở cả khu vườn này có rất nhiều tắc. Mấy em cứ đi hái, còn đây là mẫu nha. Hái trái thôi, đừng hái cành nhiều quá nha. Rồi, đi. Go. Go. Nhanh lên nha, chạy sắp tới rồi. Chạy đi thôi, chạy đi thôi. Dạ. Thật quá đi ạ. Cái gậy đó thật quá đi. Con đường đi lấy trứng gà của bộ ba em Út khá là chông gai. Xin gà dính chặt quá. Ê, sợ quá đi à. Cái xi măng nhiễm tặc. Đây là bùn chứ không phải là xi măng đâu Louis ơi. Ê. Con gà đó. Ê. Con gà đó ở đó đó. Trước đoạn kia kìa. Con gà đó ở đó đó. Đó luôn. Nắm tay cho mà. Bùn hơi giận nha. Giận nha. Bước qua bùn nước nha. Đạp vô. Ồ, con gà kìa. Gà hơi để trứng. Ai? Thôi, bây giờ rửa chân đi. Ê, con gà đã mất đi rồi nè. Trứng đâu? Con gà kìa. Hay con gà nó ở đó kìa. Con gà đó ở chuồng đó. Ê. Eo. Nhiều xi măng. Eo. Con gà
sau bao gian nan cuối cùng cũng đến được chuồng gà rồi. Yêu cất thôi cất 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 yêu trời ơi cái dép quá đi à, con làm dơ móng chân của con nữa. Ủa con gà ơi, để ra trứng được không gà ơi? Không thấy trứng nào nữa. Ủa cái lá của con gà kia. Con gà đó chưa nữa. Ủa có nhiều trứng luôn á. Cái gì vậy? Ê ê, làm cái gì vậy? Cái gì mà làm đặt bệnh vậy? Dễ thương quá. Quả trứng hả? Ê ê ê ê ê. Nó bay được hả? Sợ ra mổ, sợ ra mổ. Nhưng cần phải xin phép gia chủ trước khi vào chuồng đã. Trứng nha. Ừ, trứng kìa. Trước sự sưng sỡ đáng yêu thế này thì chẳng ai nỡ lòng từ chối cả. Ôi. Con nhiều đứa nít sợ gà lắm. Con sợ luôn. Bây giờ em sợ gà lắm. Ê, cái gì? Chỉ cũng vậy. Em cũng sám kiểu bắt gà. Làm mà nó bể. Trời đưa Lui sách nặng dữ. Cái gì mới kêu giờ? Chị đang rất là hồi hộp với Lui có tưng 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 cái rổ đó hay không? Tại vì bạn này rất là không kiểm soát được hành động. Con chú. Ủa con chú không thích rồi hả? Chết rồi mà. Nó quá sao? What? Bên này thì nó vẫn đẻ luôn. Thôi. Trời ơi, nó đẻ đi. Đẻ đi. À kêu tiếng này lên nó đang đẻ. Gà. Để trứng ơi, đi, đẻ đi. Gà. Để trứng đi gà ơi. Cảm ơn gà cho mình để cho mình trứng. Gà. Bye bye gà. Sao vậy? Cái lửa hả? Không. Sao? Chùa cho nó hết rác á. Ừ đúng rồi, tôi cũng thấy hơi rác luôn á. Ui. Tớ nghĩ là hình như cái này là nghĩ là mì hảo gì đó đó. Ừ bây giờ hả xúc xích và tắc. Mì hảo tắc xúc xích hả? À, tôi biết rồi. Nếu như làm lấy hai tắc hoặc cái hồ chiều nữa, ngày mai nữa là mình sẽ đi bán tắc luôn cả. Tôi nghĩ tới cái ủa mà hồi nãy trong cái bảng á, cái bảng như vậy á, cái là món đâu là muốn tắc chơi gì? chơi ném tắc không vô ném tắc ném tắc còn anh chàng Will ok sẽ là rồi thấy gì chưa mì hảo hảo thấy gì chưa thấy gì chưa nhìn nè công thức của mình bây giờ rồi đọc đi hôm nay mình sẽ làm món gì salad mì hảo hảo chính xác dạ. Bây giờ chị sẽ chịu giúp Will đó chính là xào thịt và trụng mì thôi còn riêng tất cả tất tần tật những phần còn lại là Will phải tự làm. Tay nghề nấu nướng của quản gia Việt Thi ngày càng thuần thục hơn rất nhiều khi mà bếp củi không còn là vấn đề nữa. Gia vị đây rồi. Ok, hảo hảo ngon. Cho chị lấy cái mì nha. Chị lấy cái mì nha. Dạ. Chị lấy cái này có này mì này đi trụng nha. Xé cho em rồi. Đây. Dùng kéo cắt. Ở đây không có kéo à. Đây. Rồi. Cho lấy cái mì nha. Một muỗng này. Hai muỗng này. Nếu mà cái giường của nhà Will mà nó to là mình sống trên đó được rồi. Trời ơi, danh trại lớn khôn mà, danh trại lớn sướng cho Will luôn à. Không biết mua nó lại bả làm sao hay gì đó. Ê, có một khúc đi rất là dính luôn á.
hơi dính, cần xi măng hơi dính chặt với gà ghê quá đúng rồi. Xi măng để xây nhà mà. Trong khi đó, ở chuồng gà đã có một sự cố xảy ra. Ôi, bị dính vào. Chết rồi. Bùn nó bị ướt quá nên không nhấc chân lên được. Đây là đất sình. Đất sình. Đất sình cho nên nó rất là dễ. Dựng ra mạnh lên. Tôi kiểu ngày nhỏ mà em hay đi dép ra ngoài chứ. Em sợ dính rồi. Hay bị mất dép. Em sợ rất là nãy chị bị dính luôn á. Chị cố giật ra mạnh nè. Mất công phải giúp. Mất công phải giúp. Bước ra mạnh. Nó hụt cái chân luôn rồi. Ây dồ. Trời, chân này hơi dính chặt á. Thôi dính chung, dính gì? Dính luôn rồi. Chả nghĩ bây giờ đã bị dính một em. Dính một em rồi. Hay là em gắm ra anh nằm đó nha. Ừ, ok. Thôi, giật lên. Giật lên nhóm của người gót á. Anh nào đi qua đây, em đi qua đây. Tình thế này thì xem em ra đây. Nhất định không muốn anh ở đây của mình rồi. Không còn cách nào khác, Bảo Bảo đành phải ra tay. Trời ơi, thấy thương quá. Hơi nặng quá. Chặt quá. Bước chân ra đi, bước chân ra đi. Đó. Vậy chị, ví dụ khi mà mình là mẹ thì mà chị nhìn thấy những cái này thì chị có kiểu cảm thấy kiểu tự hào hay gì không? Kiểu con mình nhỏ xíu mà nó vẫn trải qua những cái thử thách của chương trình á. Có chừng, chắc chị thù chương trình lắm ha. Không, thật ra khi mà quyết định cho Louis tham gia chương trình này á, thì cũng đã lường trước những cái việc là con mình nó sẽ cực, sẽ khổ. Ừ. Nhưng đó là cái mà em muốn. Cái mà em muốn để con nó có cái trải nghiệm. Nhưng mà với cái hình ảnh vừa rồi thì thật sự ra mình cũng khá là xúc động. Hơi tự hào nữa. Bởi vì những cái gì mà mình đã rèn cho con á thì ngày hôm nay con nó làm được. Ví dụ như là bạn rất là kỹ nha, bạn không có đi chân không đâu. Bạn rất là sợ dơ, nhưng bạn lại khi mà tiếp xúc với lại đất cát sình bùn để mà sinh hoạt chung với mọi người thì bạn lại không ngại dơ những cái đó. Đó là cái mà mình cảm thấy. Chứ nếu mà khi mà Louis còn nhỏ là chị đã tập cho bạn một cái gọi là bất cứ giá nào rồi cũng không khóc, không có nhõng nhẽo. Em thì em nhìn thấy cái gương mặt của bạn ấy, có nghĩa là lúc sau mà rất là sợ, rất là bẩn rồi, và càng ngày mình càng lún, nhưng mà em thấy có cái cảm xúc của bạn là rất là khó chịu rồi nhưng mà vẫn kìm nén bên trong, và em nhìn thấy cái sự kìm nén đấy hiện rõ trên gương mặt của bạn luôn. Thường kiểu ở nhà thì bạn ấy có kiểu cứng cỏi không, hay là hay mẹ nhỉ? Bạn là như vậy á. Khi mà ví dụ như có một lần á, bạn bị dập tay vào cửa. Chị nhìn là chị thấy bạn bầm luôn á. Mà hỏi bạn đau không, bạn không đau, bạn tức là bạn rất là cam chịu trong những cái phần đó. Rất là cảm ơn chương trình đã cho Louis những một cái trải nghiệm đầu tiên mà chị thấy được rằng là con nó phát huy được những cái gì mà mình nó đã học được. Này là gà tây hay là gà ta nó tự tẻ, em đâu biết đâu, nó đẻ mà. Anh nghĩ là gà ta tại nó màu trắng. Gà ta là gà tây. Ủa, rồi còn mấy cái màu nâu nè, alo. Ủa, cái này gà ta, ăn gà ta hả em? Ôi, nhìn mặt. Để chết, cái gì vậy? Chết một con chim mà cậu ơi. Bé hơn mạnh tay. Chim đang sống trong đó đó. Này búa, búa cằn nè. Gà này, em đừng có làm cho nó bởi như chưa. Ôi bố, cái này lắc có. Đừng, nó bởi. Will đã hoàn thành xong món salad mì hảo hảo, nhìn trông thật hấp dẫn. Mọi người cùng thưởng thức buổi tối thế nào? Hôm nay, các em đã hoàn thành rất xuất sắc, một tràng pháo hoa tay cho tất cả các em nào. Rồi nè, ngày hôm nay, đố các bạn món này tên gì? Mì hảo hảo salad. Sai rồi, salad mì hảo hảo. Thì đố các bạn biết ai làm ra món này? Will! Rồi, một tràng pháo tay cho anh Will, một tràng pháo tay cho anh Will. Ok, bây giờ
giờ mời các em thưởng thức món của bạn Will làm nè, và tất cả ăn đi. Con thì chứ mất cười quá. Hết hồn luôn. Em nó mà ho một cái lửa hết hồn luôn. Để chung thì đâu. Để trứng rồi. Để trứng rồi, để trứng rồi. Cái mặt ở góc giáp thì quá đẹp. Cái mặt này thì xấu à. Quá xấu à. Chị hay xinh mà. Bạn nào cũng đây cũng đẹp trai đẹp gái chứ. Có một mình em mua là dễ thương hả? Cái đầu vừa nó không đẹp. Chị thấy đẹp. Con thấy cái này nó bị bể rồi. Vẫn mải mê ăn. Phải ăn được. Dễ nha. Chứ chưa cả ngày xong rồi đói. Cơm gạo lứt. Mà cái lời khen chê nó chỉ ăn thôi. Mà cơm gạo lứt để giảm cân mà tháng vậy á. Thì chung hết ăn kẹo, cái ăn bánh, cái ăn xúc xích. Mà còn ăn xôi, và bánh bao. Đúng rồi. Thế có ăn bánh bao? À ăn xôi, ăn thêm. Đợi ăn thêm mới ngồi bé ngồi rắn. Đàn ông em quá ăn, em không ăn nữa mà Si Chung còn đòi ăn tiếp nữa nè. Ba, tôi cũng vậy luôn. Ba nhanh, ba giống giống như ăn trọng, giống như Siêu Nhân vậy đó nha. Siêu Nhân gì mà quậy dữ. Hồi nào á? Đụng lớp lại, chỉ phải vô cho bây giờ. Sau bữa ăn tối, các bạn sẽ cùng nhau học gói món bánh ít để sáng mai đem ra chợ bán. Nó đựng là đó. Dạ chào bà. Dạ chào bà. Hôm nay các con làm bánh không? Dạ. Các con đã chuẩn bị hết chưa? Rồi, bây giờ chúng ta gói nha. Đó, bột nè, các bạn nắn trà từng cục nè, bằng như đây cho bà nha. Đây, rồi các con làm nè. Đó. Nắng như này, bự như thế này nè con. Chung. Nó to rồi con nắng tròn nè, nắng tròn như thế này cho bà ha. Anh làm này nè, anh xoa ừ, cũng được. Con nắng như nó đây nè, con vò cho bà nè. Con lấy cái này nè, con vò cho bà. Đây nè, lấy cái cục này con vò tròn cho bà nha. Nó ăn vò cho nó tròn. Vậy được chưa bà? Đó, con nắng nguyên nè, đó, đúng rồi. Yêu. Eo, cho con một cái luôn. Toàn tay không mà. Con này con vò cho bà cục tròn nha. Rồi. Đậu này nè, các con phải làm như thế này nha. Con nghiền nát. Con rồi, con xong rồi con bỏ ra đây. Cái đậu này con cũng vò một cục tròn xong cho rồi, bà. Sao rồi bà ơi? Rồi. Con để đó rồi. Nè, em không phải làm vậy nha. Không phải làm vậy, em bóp. Như thế này. Như vậy được chưa bà? Được rồi con nè các con làm dẹp ra giống bà nè. Đó, các con lấy cái cục bột lên, các con làm dẹp ra giống bà. Dạ. Con bỏ cái cục nhân của các con mà qua người làm lên đấy. Con mới bỏ vô. Thấy chưa? Cho nó dẹp nữa con. Đó, thì nó mới thành ra một. Đừng có làm lên bàn. Vô cho bây giờ, lấy khác đi. Đó, vậy được chưa bà? Rồi, con bỏ cái nhân vô. Đây, con gấp lá vô. Rồi con cuộn nó lại. Con bỏ cái bánh này vào. Đó, vào đây. Là con cuốn nó lại. Nhưng chưa mới là ăn cái bánh này bà. Nha. Sai rồi. Xin chào cô ơi, cô chỉ không làm vô. Rồi. Rồi, con vào làm đi. Con gấp đầu bên đây. Rồi con gấp cho đây, thế là con được cái bánh, thấy chưa? Bây giờ làm sao giỏi quá nặng lắm. Bây giờ làm rồi, giờ mình trước. Làm đi nha. Tự lấy đi. Tự lấy muỗng đi kìa. Có xích mít rồi nha. Có xích mít rồi nha. Nhưng vẫn cam chịu nha, mặt vẫn cam chịu. Rồi. Cam chịu con đây. Sao dễ đây. Không mà nãy đẻ đó mà vô rồi mà cuốn lại nha. Cho nó bong bóng. Chạy rõ nha. Ăn giống như đứa xé chạy. Trời ơi, các em. Bánh này là ngày mai mình sẽ đem đi bán kiếm tiền đó nha. Trời ơi, làm cho đẹp lên. Trời ơi. Ui. Dạ.
Ông Bảo có chuyện nè. Em lỡ gót rồi chị ơi. Cái này nó mềm vậy chứ. Cả gia đình đều lao động hăng say cho đến khi em ơi. Em lưu ý lấy hũ cơm. Thôi thôi con làm cái khác nha, em lưu ý nhỏ hơn con nhường chị em lưu ý cái đó nha. Rồi ngày mai chị vẫn sẽ chấm điểm cho, chị vẫn sẽ chấm điểm cho Moon nha. Vẫn chấm điểm cho Moon nha. Rồi Moon làm cái khác đi. Rồi lưu ý nè, không có giật của chị, không có giật của chị Moon nữa nha. Đâu có đâu. Không có hả? Vậy sao chị Moon nói là con giật của chị Moon? Này cái đó hình nè đó mà. À rồi, ok chị biết rồi nha, vẫn chấm điểm cho Moon nha. Rồi Moon làm cái khác nha, không sao nha. Moon giỏi quá. Ừ, Moon nhường cho em một cái nha, Moon nhường cho em một xíu nha. Rồi vẫn chấm điểm cho Moon hiên. Ok. Chị ơi sao cái này nó mềm như vậy ta? Này em nhặt được rồi đây nè. Rồi, nó nghe nè, giờ mấy em làm nó đi. Xong cái chị cuốn. Chị ơi giúp em với chị. Ơi, rồi em dò lại tròn đi, xong rồi em để lên cái mâm á. Hơi bị tròn rồi đó chị. Ôi trời ơi, mắt lấm lem luôn. Dạ lấy lại cho em lại. Trời ơi, trời ơi, mắt trời. Còn nó bắt điện ảnh nhá, rơi rất là đẹp. Nó khóc sao? Sao lại muốn? Chị này chiếm tay tuổi thật. Lui làm gì hay sao? Đâu có đâu. Chị lui làm của lui thôi. Chị lui làm của lui thôi. Chị lui đỡ thôi mà. Em muốn khóc, muốn nói. Không muốn làm nữa. Không làm nữa. Không, mình phải làm để còn ngày mai mình bán lấy tiền nữa mà. Ông cứ hỏi khỏi này mai nó lấy tiền nữa mà ông khỏi tét thành hình tròn, nó giống như hình tròn, làm cho nó hơi mỏng hơi xíu mà thôi. Xong rồi ông bỏ cái nhân vàng mà bắt ai được mua nó không, ai được mua đó con làm như đá banh vậy nè, phần này đúng không, gắt cho nó vuông đây đó, xong cái phần này gắt cho nó được vuông đây đó. Nhớ này không? Là nó sẽ em ra. Là có bánh siêu to cũng được. Thì nó như thế này. Bỏ vô. Cuốn cái này lại. Chị đấy, cuốn cái này lại. Bạn... Ủa? Sau bao nỗ lực, cuối cùng chị Việt Thi cũng gói thành công những chiếc bánh. Thôi con này lấy đường bỏ vô. Đường! Rồi cho bạn Moon ra ngoài luôn rồi. Anh em bỏ đường vô. Cô, em này bỏ đường vô. Em này bỏ đường vô bột. Rồi bây giờ làm sao đây luôn ấy? Hết bánh làm rồi. Với sự cố bất đắc dĩ, việc gói bánh đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến và mọi người giải tán đi ngủ. Đi. Đường rất trơn nha, em cẩn thận đó nha. Ủa cái con này nó bị gãy rồi. Hồi nãy lui đi bắt trứng xong rồi có cái cục cất gà. Anh rồi đi dạ? Tới cái cựu này. Will đang nằm thưởng thức biên trong giới phòng của ổng. Will Louis lại muốn đi tìm anh. Ê nhìn nè. Qua tận nhà luôn hả? Trời. Hello xin chào. Vậy nè, tôi có chuyện nè. Ba bạn trai không có được ngủ ở đây tại là bên kia bố bối một mình chăm với hai em kìa. Ủa gì không? Ừ đúng rồi. Có cho em vui ngủ đây không? Ông qua bên kia ngủ cùng luôn. Tại là tôi không có trách nhiệm mà nuôi em Louis đâu nha. Nuôi ngủ với anh nè. Ta bên này nè, có mấy loại nè, có đủ thứ nè. Tiện đi tiện lợi. Nên thích ở bên nhà nè. Vô vậy nè. Thấy cũng hơi tội. Em thích bên trái, em thích bên phải. Thích bên phải. Anh nói lại lần nữa, bên trái bên phải. Bên phải. Bên kia kìa. Anh nói bên kia. Em ngủ đây ha chị Vô. Không. Nè, ngủ ở bên đó. Thôi ngủ đây chứ mà. Ngủ đây có mấy lạnh nè. Ở có mền nào bên kia đâu có. Ngủ đây là không bị mũi chết luôn á. Rồi sướng là niệm y mà em thấy im không?
nhà này có bị mà. Nhà này đâu có cửa đâu. Có cửa kìa. Nóng là la mũi không vào được luôn á. Anh xin em luôn á, lại em luôn. Làm anh thì khó, không dễ như ăn kẹo. Cho em ngủ đi. Nguyên cái giường của anh ngủ rất là rồi hơn. Được không? Không được. Chịu không em? Ủa sao cái mức này của bố bố vậy? Tôi ngủ dưới đất, ok, đi đâu vậy? Trời ơi, em ngủ trên giường, ngủ dưới đất cho. Ờ anh. Ê, tôi nói nè. Ông chưa bao giờ tập làm anh hai đúng không? Nói chuyện nhau tôi, hả? Ông như người lớn nha. Cũng đời một giây cũng chưa. Ông nên tập giống tôi đi. Tôi chỉ nói chuyện chững chạc đã mà. Không có muốn ngủ ở bên đó. Thôi xin em ngủ nè, anh cho Nguyên giường cho em Nguyên cái phòng nữa. Lui, ngày mai em muốn gì kêu anh gì thôi. Ok, vậy Lui em muốn ngủ đây đúng không? Lui ngủ ở bên đó. Làm ăn khó lắm, nhưng cô tin là Will làm được. Em Louis đã có thể tự ăn, tự chơi, nhưng em chưa tự ngủ được, cũng chưa ngủ một mình bao giờ. Không thể thuyết phục được Louis ngủ cùng mình với trách nhiệm làm anh. Cuối cùng, Will đành trở về nhà chung ngủ với tâm trạng khá ấm ức. Có sót. Tuyệt vời. Rồi, tôi đứng đây tới sáng mai. Con gì? Giận rồi. Đây Will. Mình phải làm cho trách nhiệm nhưng mà vẫn không thích lắm. Will. Em đâu anh đấy? Will. Vì em á. Không biết sao á. Kệ đi. Vì trách nhiệm phải làm. Đúng là một người anh được thụ luôn. Qua bên này cho Will làm gì cũng được. Sao được cho Will ngủ là được rồi. Rồi vậy. Anh nằm ngủ đi á. Để đi cho nó lên thăm đi. Được. Việc làm anh không hề dễ dàng một chút nào. Liệu đêm nay của Will có thể ngủ ngon hay không đây? Và đêm xa nhà đầu tiên của Louis sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị đón xem vào tuần sau. Thiệt khổ tâm ghê đó, Louis ơi, con làm cho các anh chia rẽ các anh rồi. Không, mà chính vì cái việc này xảy ra mà mình cảm thấy là em vẫn khẳng định nha, Will nhỏ là có tính tình, có gọi là con người tình cảm á, sẵn sàng hy sinh vì em mình đi qua, nhưng mà thôi nằm dưới giường, tức là chấp nhận luôn á, giống như là giận mọi người luôn mà vẫn qua vì em Lùi. Lan không biết là mọi người nhận xét như thế nào, nhưng với Lan rõ ràng là ở mỗi cái hành trình như vậy á thì sẽ giúp cho các con có thêm được rất là nhiều cái sự va chạm, và các con thể hiện được cái tôi của mình rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chính vì vậy mà Will vẫn muốn giữ cái tôi của mình nhưng mà vẫn có một cái trách nhiệm. Rồi ở đây Lan vẫn khẳng định Will là một cái người cực kỳ trách nhiệm trong suốt cả hai hành trình vừa rồi và thêm cái hành trình này nữa. Có nghĩa là anh ta biết đó là cái phần thưởng, nhưng trong đầu anh ta vẫn phải làm cái điều đúng đắn. Nhưng mà cái điều đúng đắn thì tôi vẫn phải làm, tôi phải đi theo gọi là lẽ phải thôi. Nhưng mà được giao nhiệm vụ rồi đó. Mọi người có để ý một cái câu của Sì Trâm rất là hay, là cái câu đó của Sì Trâm nó cũng khẳng định được cái nhiệm vụ làm anh của Sì Trâm. Đó là Sì Trâm hỏi Will là Will có biết làm anh bao giờ không? Đó, chính vì cái câu đó mà thúc đẩy Will sực nhớ tới cái trách nhiệm của mình. Đôi khi cũng là vì cái tôi muốn chứng minh cho Sì Trâm thấy rằng là không phải chỉ có một mình Sì Trâm làm anh được, tôi cũng làm anh được. Đối với Lan cảm thấy đây là một cái phản ứng rất là bình thường của một đứa trẻ về cái việc là nó bảo vệ những cái thuộc về nó, đó chính là phần thưởng, ở đó là cụ thể. Và thêm một cái nữa là bạn rất là có trách nhiệm. Một lần nữa rất là cảm ơn chương trình luôn. Chương trình đã giúp cho tất cả các con đều có những cái sự trải nghiệm, đều có thêm, phát triển thêm những cái kỹ năng cơ bản của mình. Và cái bản năng của các con thì các con vẫn giữ và vẫn phát huy rất là tốt.